Cô Giang đã nói về đối tượng tham gia rồi ạ, và mục đích của trại hè. Bây giờ xin phép được chuyển tiếp tới nội dung của từng chương trình trại hè một. Thì đúng là đồng nhất với cái mục đích của chương trình. Thì trại hè sẽ có hai cái loại chương trình đào tạo chính. Loại chương trình thứ nhất là loại chương trình thiên về củng cố kiến thức, và loại chương trình thứ hai là loại chương trình rèn luyện kỹ năng mềm cho các con. Thì đối với cái chương trình củng cố kiến thức thì có 3 bộ môn. Thì bố mẹ lưu ý giúp cho cô là bộ môn thứ nhất là ngữ pháp tiểu học và trung học cơ sở. Bộ môn thứ hai là từ vựng, cũng có khối tiểu học và trung học cơ sở. Thì đối với hai bộ môn này, lứa tuổi phù hợp là các bạn từ 8 tuổi trở lên. Các bạn từ 8 tuổi đến 11 tuổi có thể đăng ký lớp ngữ pháp và từ vựng, siêu trí nhớ từ vựng tiểu học ấy ạ. Và các bạn từ 11, 12 tuổi trở lên thì các bạn hãy đăng ký cái lớp từ vựng và ngữ pháp trung học cơ sở. Các bạn kể cả là 11 tuổi thì vẫn đăng ký được trung học cơ sở, bởi vì thực ra các con cũng học vượt vượt rồi, cho nên là cũng không nhất thiết phải học theo chương trình tiểu học đâu ạ. Cái chương trình về củng cố kiến thức số 3 là dành cho các bạn từ 5 đến 7 tuổi. Đó là chương trình tập đọc và đánh vần. Ở cái lứa tuổi từ 5 đến 7 tuổi, nếu như các con biết đọc thông thạo thì điều đấy sẽ giúp cho các con có cái kỹ năng tự học rất là tốt. Chính vì thế cho nên cái chương trình hè cuối tuần này cũng sẽ củng cố thêm cho các con, để các con có thể đọc thông thạo. Thông thạo đến cái mức độ nào thì nó lại phụ thuộc vào cái việc là sau buổi học thì về nhà các con luyện tập như thế nào theo hướng dẫn của thầy cô. Bạn nào luyện nhiều thì thạo nhiều, mà bạn nào mà luyện ít thì cũng sẽ thạo ít hơn. Nhưng tuy nhiên là đối với là chương trình hè, cho nên là cả thầy cô và bố mẹ cũng lưu ý là chúng ta đặt nhẹ cái chuyện thông thạo như thế nào, mà chúng ta xem trọng hơn cái việc là các con vẫn có cái thói quen học tập hàng ngày một cách nhẹ nhàng. Vâng, vậy cô Giang xin phép tóm tắt lại một lần nữa là cái chương trình ở trong cái hệ củng cố kiến thức là bao gồm ngữ pháp từ vựng và đánh vần. Ngữ pháp từ vựng phù hợp cho các bạn từ 8 tuổi trở lên, và phần đánh vần là phù hợp cho các bạn từ 7 tuổi trở xuống ạ. Vâng, thì bố mẹ lưu ý khi mà đăng ký ở trong form đăng ký cho phù hợp cho con, và cũng để giúp cho công tác tổ chức dễ hơn, vì học sinh của trung tâm khá là đông, mà nếu mà cứ mỗi bố mẹ mà nhắn một cái tin riêng cho các cô thì rất dễ bị thất lạc tin, và nếu như bố mẹ đăng ký vào trong form thì các cô sẽ liên lạc lại và xếp lớp một cách dễ dàng hơn ạ. Chương trình học thứ hai là thiên về kỹ năng, thì phải nói rằng là đây là một chương trình rất là hay. Và nếu như mà bố mẹ cho con tham gia một cái trại hè trả phí thì cô Giang chắc hẳn rằng cũng sẽ phải trả một khoản phí rất là cao, chứ không phải là bình thường ạ. Tuy nhiên là với cái mục đích chính là để kết nối thầy trò và tạo ra một cái môi trường học tập tốt cho các con, thì trung tâm vẫn mở các chương trình này hoàn toàn miễn phí cho cả học sinh đang học, đã học và anh chị em của học sinh đang học của trung tâm, anh chị em ruột thôi ạ. Còn học sinh mà chưa theo học thì sẽ phải nộp một khoản phí nhỏ, đấy là từ 100 đến 200 nghìn một môn học, để hỗ trợ và ủng hộ trung tâm có thể mua các cái học liệu cũng như là quà tặng dành cho các con, để khuyến khích tinh thần học tập của các con ạ. Thế thì cái hệ chương trình kỹ năng này sẽ bao gồm, thứ nhất là chương trình MC. MC sẽ dành cho có cả các bạn có thể học được MC tiếng Việt và MC tiếng Anh. MC tiếng Việt sẽ do cô Thùy Linh dạy, và MC tiếng Anh thì sẽ do cô Jam, giáo viên Philippines dạy. Và khi các con học xong chương trình này là các con được áp dụng luôn. Các con sẽ trở thành MC, những bạn xuất sắc nhất sẽ trở thành MC dẫn chương trình cuối cái kỳ học hè của các con. Và chương trình cuối kỳ học hè này sẽ bao gồm các hoạt động liên quan tới khóa học kỹ năng thứ hai, đó là môn hát bằng tiếng Anh. Thì đấy cũng là một cách học tiếng Anh, nhưng mà qua các bài hát và các cái điệu nhảy vui nhộn. Thầy Steve rất là vui nhộn của trung tâm. Minh Chí có biết thầy Steve không? Thầy Steve sẽ dạy các con hát bằng tiếng Anh. Có hai loại, một là các bài hát đơn giản và hai là các bài hát phức tạp hơn một chút dành cho lứa tuổi từ 9 tuổi trở lên. Còn các bạn từ 8 tuổi trở xuống thì sẽ hát những bài đơn giản đi kèm với biểu diễn. Và chúng ta sẽ tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ để cho các bạn MC có thể đứng lên dẫn chương trình. Và các bạn ở đội hát nhảy thì có thể hát vui cho bố mẹ và thầy cô cùng xem, và các bạn khác cũng có thể được thưởng thức.
Thế thì đó là hai cái chương trình của cái phần kỹ năng. Chương trình thứ ba đó chính là chương trình English Alive, đấy là chương trình tiếng Anh thực tế. Vào các cái buổi sáng, đầu của các buổi sáng thì có 8 buổi như vậy ạ. Thì các cô sẽ tổ chức những cái chương trình tiếng Anh thực tế. Cụ thể sẽ có những cái hoạt động như sau ạ. Hoạt động thứ nhất là các cô sẽ cho các con đóng vai các cái nghề nghiệp khác nhau. Ví dụ như các con có thể đi chợ để cùng với các cô giáo nước ngoài ạ. Và các con sẽ phải làm nhiệm vụ là thông dịch viên cho cô, để các cô có thể mua được một cái món hàng nào đó. Rồi các con cũng có thể đóng vai làm giáo viên hay là làm bác sĩ ở trong lớp học ở các buổi khác. Rồi các con khi mà mua đồ ăn về ở chợ về thì các con có thể chế biến những cái món ăn đơn giản theo hướng dẫn của thầy cô và có thể thưởng thức luôn các món ăn đó tại lớp thay cho đồ ăn sáng. Tiếp theo nữa thì ở trong chương trình English Alive này còn có hoạt động ví dụ như là tổ chức hội chợ có thể trao đổi những cái món hàng cũ, món đồ cũ, ví dụ như quần áo, sách vở, đồ chơi cũ của các con sẽ mang đến và trao đổi với các bạn khác ở trong trung tâm hoặc là trong lớp của mình. Các bạn có thể mời các bạn khác đến và tất cả các hoạt động này sẽ được khuyến khích sử dụng và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chính vì thế cho nên trung tâm sẽ bố trí chỉ có các cô giáo nước ngoài thôi ạ. Và các cô giáo Việt Nam sẽ hoàn toàn đứng ở phía đằng sau để quan sát, để các con bắt buộc phải sử dụng bằng tiếng Anh. Các con cũng sẽ được tham gia vào các cái chương trình làm ra một số cái sản phẩm tái chế. Và các sản phẩm tái chế này thì các con sẽ mang đi bán, có thể là bán luôn cho hàng xóm láng giềng xung quanh trung tâm, hoặc là bán luôn cho các bác phụ huynh. Các bác sẽ mua ủng hộ các con để các con có thể gây một cái quỹ nhỏ và các con sẽ ủng hộ từ thiện. Tất cả các hoạt động này cũng được sử dụng bằng tiếng Anh và các con sẽ phải thuyết trình về các cái sản phẩm của mình và trung tâm sẽ tổ chức những cái buổi hoặc là bán trực tiếp hoặc là đấu giá online để bố mẹ có thể trả giá và mua ủng hộ cho các con ạ. Hoạt động số 3 nữa thì ở hoạt động này rất mong có sự tham gia của quý vị phụ huynh để đảm bảo an toàn cho các con và tiếp theo nữa là cũng là để cho các con có sự gắn kết không phải chỉ với thầy cô và bạn bè mà là còn có sự gắn kết cả với ba mẹ nữa. Đó là trung tâm sẽ tổ chức một cái sự kiện gọi là Treasure Hunt, tức là đi tìm kho báu. Các con sẽ đi bộ với một cái quỹ đạo là xung quanh làng với những cái cung đường mà có thể đảm bảo được cái sự an toàn nhất cho các con. Và khi các con đi bộ như vậy cùng với thầy cô hoặc là chạy tùy tùy nhưng mà cô Giang nghĩ rằng là đi bộ nhanh thì nó sẽ phù hợp hơn bởi vì có những đối tượng học sinh nhỏ thì rất cần là phụ huynh sẽ đi cùng và hôm đó thì chắc chắn là vào thứ bảy chủ nhật cho nên là phụ huynh chắc cũng sẽ được nghỉ thôi ạ. Thì ở cái chương trình này khi các con đi qua mỗi một cái chặng thì các con sẽ được nhận một câu đố vui nào đó nó để ở trong một cái hướng dẫn của thầy cô giống như một trò chơi đi tìm kho báu ấy ạ. Thì đến mỗi một chặng đó các con sẽ phải trả lời câu hỏi để được thưởng sao. Sau đó các con sẽ đi gom tất cả sao bằng cách trả lời câu hỏi hoặc là giúp đỡ hoặc là theo một cái hoạt động các cô sẽ tạo ra cho ly kỳ và thú vị cho các con. Và khi các con cứ đi qua được một cái thử thách đó thì các con sẽ được thưởng sao 5, 10 sao hay bao nhiêu sao gì đó. Và khi mà bố mẹ và các con đội nào mà có thể giải được tất cả những cái thử thách đó và về trung tâm trước thì coi như là đội vô địch thắng cuộc. Và nhưng tất cả các con khi mà kể cả những bạn mà đi ở phía sau thì đều có quyền là mang cái số sao mà mình tích được về trung tâm để các con có thể đổi các món quà mà các con rất là ao ước ở trung tâm. Thì đó là chính là các cái hoạt động của cái chương trình trại hè. Cô Giang xin phép được tóm tắt lại một lần nữa ở các hoạt động kỹ năng bao gồm một là kỹ năng MC dẫn chương trình bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Phần thứ hai là chương trình học hát, học tiếng Anh qua các bài hát do thầy Steve dạy. Và chương trình thứ ba là chương trình English Alive, tiếng Anh trong cuộc sống. Là các con sẽ tham gia học tiếng Anh vào trong cuộc sống thật sự, chứ không phải ở trong khuôn khổ của lớp học nữa. Và có những cái hoạt động về English Alive mà cần có sự tham gia của bố mẹ. Và chỉ những học sinh
có bố mẹ đăng ký đi cùng thì mới được tham gia vào hoạt động cuối cùng này. Bởi vì là nó mục đích của nó là tăng sự kết nối của bố mẹ và các con, và cũng là để bảo vệ cái sự an toàn cho các con. Vâng, thế thì cô Giang xin phép được chuyển sang đến cái mục số 4 của